con nó dài mắt mẹ. Hết chưa? Hết rồi. Luộc đi. Luộc hư. Tự lò đó tản rồi. Bỏ ra luộc đi. Lò lạnh tản rồi, nó canh thịt đó. Canh thịt gì mà nó bằm. Bằm hết rồi, lò vô. Lạnh xuống nét luôn rồi. Lò vô. Nó được mà. Nó mà mấy người chê ăn á. Chê cái bằng to rồi chê. Ừ, bằng này cái ngon lắm. Cái chê tham ăn. Cái nào? Em chê thì ăn. Nóng khóc. Hết chè đây. Uống chè khóc. Dạ thôi uống chè rồi. Chè chè gì? Uống uống chè rồi. Chè sau đây giết nghe nghe chiếc chiên chiếc thơm ngon. Đũa nghe chiếc. À đũa nghe chiếc. Thế này. Không uống một chiếc thì. Mua. Đã bà. Cái gì vậy? Lạnh nó mặn quá. Gì vậy?